Việc Hoa Kỳ cân nhắc và có thể sớm đưa tàu chiến hoặc máy bay quân sự đến tuần tra khu vực 12 hải lý bên trong các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trong vùng tranh chấp Trường Sa có thể đẩy Bắc Kinh và Washington vào cục diện căng thẳng mới, vì Trung Quốc sẽ không ngồi yên trước các hoạt động của Hoa Kỳ. Giữa lúc tình hình Biển Đông căng thẳng với quan ngại về khả năng đối đầu Hoa-Mỹ, truyền thông nước ngoài đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 11. Ông Nakatani dự kiến đàm luận với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và nội dung chính sẽ là vấn đề Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Một trận động đất rất mạnh với cường độ 7,5 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Nam Á, kể cả thủ đô Kabul của Afghanistan, thủ đô Islamabad của Pakistan và New Delhi của Ấn Độ. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay có hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cuộc thảo luận về kế hoạch kinh tế ngũ niên sẽ được áp dụng cho thời gian từ năm 2016 cho đến năm 2020. Chưa có tin gì về cuộc thảo luận quan trọng này, nhưng được nói mục tiêu lớn nhất là đẩy mạnh sức tiêu dùng nội địa để phát triển bền vững, thay vì trông chờ vào xuất khẩu như những thập niên trước đây.